em vừa về tiếp tục một mẫu Hyundai nè anh em. Hyundai Santa Fe 2008. Xe này nhập khẩu Hàn Quốc nha, đúng hai địa chủ. Chạy 120 mấy ngàn anh em. Phong dáng của em máy dầu nè. Động cơ dung tích làm việc là 2.2 nha bà con. Mức độ tiêu hao nhiên liệu em này đâu đó 7 lít. Em đi dẫn động cầu sâu 7 chỗ SUV gầm cao, máy thoáng cực kỳ. Sơn si thì chạy qua 5 tháng thì dầm thuốc nè. Cản trước nè, nói chung thùng mình có sơn dầm nè. Anh chị, form dáng đẹp lắm. Gia đình anh em lấy mẫu này về anh em chạy gầm cao máy thoáng, 4 vỏ nguyên bản của dòng Hyundai Santa Fe nè. Đi xe nhập sẽ ngon. 4 cái vỏ chủ nhà thay mới nè, 100% nguyên chất con bò cười luôn. Mẫu này tích hợp xi nhan trên gương chiếu hậu, hệ thống ABS chống bó cứng phanh, đăng kiểm tháng 12/2024 nha bà con. Rộng rãi không? Máy nổ êm ru à. Đèn nguyên bản của dòng Hyundai Santa Fe nè anh em. Được cái 4 vỏ chủ nhà thay mới tinh nè. Xe này hồ sơ ký rút được cho anh em nha. Một mẫu xe ngày xưa tiền tỷ anh em, bây giờ chỉ còn tiền trăm cho anh em yêu thích mẫu Hyundai Santa Fe này thôi. Đèn phía sau là rin hết, mới tinh. Biểu tượng logo của Hyundai, tay nắm mở cửa của Hyundai Santa Fe nè. Đây nè anh chị nè, tay nắm nè, mở ra nè. 7 chỗ ngồi rộng rãi lắm. Hệ thống keo chỉ là nguyên si hết nha bà con. Đinh bấm là không có dấu hiệu đâm pha và lỗi lầm ở trên chiếc xe. Đây cốp nè, cốp xốp theo xe nguyên bản hết. Đây là gập ghế xuống nè anh em. Gập ghế xuống là chúng ta có băng chứa đồ rộng lắm. Đây anh chị, đó băng chứa đồ khá là rộng. Dàn trần này dàn trần nỉ hết toàn bộ nhá. Phía sau là có dây đai bảo hiểm an toàn đầy đủ tính năng cho anh em. Xe không cứng thúng lỗi. Mời anh em cô bác trải nghiệm tiếp tục cho phần khoang nội thất và khoang động cơ máy cùng với Trần Anh nha. Nè, dàn vỏ nè. Đầu tư mấy cái vỏ này, một cái vỏ này cũng 4 triệu một cái anh em. 4 x 5 20. Đầu tư vô 20 triệu tiền vỏ rồi. Chưa tính ghế ở trong chủ nhà bọc đẹp lắm. Bên đây chúng ta có khai học tì tay nè. Cốc đựng nước nè. Đó. Em là đi xe tuyệt đối liền. Ok rồi. Bốn cánh cửa táp bi đẹp nha. Hệ thống keo chỉ em này là rin nguyên bản hết nha cô chú anh chị. Bên đây chúng ta sẽ có tính năng là gương cụp mở nè. Đó, kính chiếu hậu nguyên bản của dòng xe nhập nè. Đẹp chưa anh em? Tích hợp xi nhan đầy đủ tính năng, keo chỉ là nguyên si hết. Sơn rin em này đâu đó có được 60% thôi. Vô lăng nè. Vô lăng nguyên bản của dòng Hyundai trang bị là túi khí nha bà con. Đi chuẩn đồng hồ 127.137 km rồi nè bà con. Đó, trang bị cùng điều hòa. Máy lạnh AC mở phát lạnh ngắt. Máy dầu đi tiết kiệm 7 lít dầu. 7 lít dầu trên 100 km cho bà con cô bác nha. Đèn đuốc ở trong. Chìa khóa nè, mút lóc đầy đủ. Em này trang bị 5 cấp số nha anh em. Vô lăng đẹp nè, vô lăng tích hợp luôn nè cô chú anh chị. Trên đồng hồ là không có dấu tích lỗi lầm đâu. Mấy mẫu này chạy qua thời gian 5 tháng thì máy móc cũng có canh chỉnh rồi. Đó là báo luôn. Bên đây hệ thống ghế chúng ta sẽ có hai tầng chỉnh nè. Tem theo xe nguyên bản của dòng xe nhập nè. Ốc tán 7 màu là không có dấu hiệu là mở nè. Đẹp chưa? Anh em trải nghiệm vô tiếp tục phần khoang động cơ máy nhá. Một cái điều tính năng của dòng Santa Fe Trần Anh rất là thích nè. Lấy gió từ ngoài cho nó carbon anh chị nè. Lấy gió từ đây nè. Làm mát cách nước turbo cho cô chú anh chị. Máy dầu là phải đi đôi với turbo. Cục máy à, chạy qua thời gian 5 tháng còn có canh chỉnh lặt vặt rồi anh em. Đó là vậy, được cái máy rất là êm. Máy nổ cực kỳ êm luôn nha bà con nha. Em đi sử dụng toàn bộ hệ thống cam ngoài. Hệ thống cam ngoài của em đó nè. Đây là turbo tăng áp. Đây là dòng két nước chảy nhiệt của turbo đây. Phía trước là chúng ta sẽ có một cái két nước riêng. Két nước để giải nhiệt riêng cho phần máy. Còn đây là két nước giải nhiệt riêng cho turbo nha cô chú anh chị nha. Hai bên lường là không có đâm pha lỗi lầm, sạch sẽ liền lẹt. Còn đời cũ thì chắc chắn chạy qua thời gian 5 tháng thì bắt buộc sơn dặm tút rồi các kiểu trời xước rồi. Chứ không thể nào mà nói mà rin cọp chúa đâu, không có đâu. Nói chung nhìn cái xe nó đẹp thôi anh em. Máy móc thì đảm bảo cho anh em đi đường dài. Anh em yên tâm, máy móc bảo hành 3 tháng cho anh em nha. Máy êm lắm. Xe đẹp. Xe nè, máy dầu không có tí độ hơi anh chị thấy không? Đó, máy dầu của anh đây Santa Fe nè. Không hề có một tí độ hơi nha bà con cô bác nha. Chủ nhà đi thêm một cái bình 75 ampe lớn cực kỳ. Bên đây chúng ta sẽ có hệ thống Boe cảm biến gió đầy đủ tất cả các tính năng. Hai bên kèo cột đẹp nè. Dàn xương đầu là rin, đi đôi cục đèn nguyên bản hết. Nỉ cách nhiệt cho nó có bô là không có dấu hiệu là bị
rách rưới hay bị ngập nước đâu. Xe này cho anh bao, bao cứng, bao lỗi, bao ngập nước cho anh em. Chất chưa? Em này là lấy về là bà con của bác chỉ có việc chạy thôi, chạy và chạy thôi. Ngoài ra không làm nữa đâu. Nội thất nè, bao đẹp, rộng rãi. 7 chỗ ngồi sạch sẽ vô cùng nha anh em. Đó, tắp bi, tắp lô nhìn chuẩn không? Mướt rượt. Dòng xe nhập bà con đi sướng lắm. Kết hợp này chúng ta sẽ có bề gác chân nữa nè. Cứng chép vô cùng nha cô chú anh chị. 4 vỏ thì mới tin. Anh em trải nghiệm tiếp tục vô phần gầm để cho anh khép lại channel tại đây này nha. 200 mấy chục triệu mẫu này. Đi về che nắng che mưa tuyệt vời luôn. Rộng rãi. Đây là phần gầm nè. Đó gầm bề của em nè. Gầm bề là không có một tí mục mọt nha cô chú anh chị. Rồi anh em nào quan tâm mẫu Hyundai Santa Fe thì alo cho Trần Anh ô tô nha. Trần Anh khép lại channel tại thế này à. Em see you and goodbye.